Xin chào các bạn đồng nghiệp thân mến, có vẻ như một năm học mới đã bắt đầu. Để đề phòng mọi trường hợp bất trắc, hai tuần cuối cùng của kỳ nghỉ của tôi đã bận về việc cố gắng xem lại một số hệ thống tích hợp, các quy tắc sử dụng thiết bị bảo vệ quá điện áp trong các mạch điện điện áp thấp. Và xin nói thẳng là đến với buổi hội thảo này, tâm trạng của tôi có thể không phải là tốt nhất. Nhưng điều này do đâu? Là do việc tôi làm đầu tiên là xem tiêu chuẩn viết gì về vấn đề này. Mũi tên chỉ thị không chạy, tôi không hiểu nó làm sao. Vào năm 2011, bản dịch sang tiếng Nga các tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế và sử dụng thiết bị bảo vệ quá điện áp trong các mạng điện, điện áp thấp mà về sau này trở thành tiêu chuẩn quốc gia Liên bang Nga. Tôi đã đọc tiêu chuẩn này từ đầu đến cuối nhiều lần và phát hiện ra một điều duy nhất. Ở đó số lượng từ ngữ rất nhiều, nhưng nguyên lý của tài liệu là như thế này: thảo luận về các nguyên tắc và không có gì khác nữa. Ngoài các nguyên tắc và thảo luận, từ tài liệu này, người làm công tác thiết kế thực tế không thể làm được gì cả. Có thể nói về những nguyên tắc nào? Tất cả gói gọn thế này: các nguyên tắc tính toán mạch cùng với các tổn thất. Đây là các phương pháp thông thường của lý thuyết mạch điện và không có gì mới có thể tìm thấy được ở đây. Và mong muốn tìm ra được thứ gì đó nhiều hơn, nói thẳng ra là không có gì. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ tiêu chuẩn này sẽ cung cấp một số loại thiết bị nào đó mà ngày nay có thể được sử dụng trên máy tính và trong kỹ thuật. Không có gì tương tự như vậy. Từ ngữ trong tài liệu này ngoài từ ngữ không có gì khác. Tôi đành phải xem các hãng khác nhau đưa ra cái gì. Đương nhiên các hãng khác nhau ca ngợi thiết bị bảo vệ quá điện áp của chính mình. Họ nói rằng thiết bị bảo vệ quá điện áp là niềm hạnh phúc trong cuộc sống của thợ điện, bởi vì họ sẽ giới hạn tất cả những gì cần và tất cả những gì không cần. Còn khi nào có thể sử dụng hay không và cần thiết sử dụng thiết bị bảo vệ quá điện áp như thế nào, về điều này không thể tìm thấy điều gì rõ ràng cả. Và khi đó tôi đi đến quyết định rằng tôi cần phải làm gì trong trường hợp này. Tôi quyết định rằng tôi sẽ trình bày quan điểm của mình về toàn bộ vấn đề này. Nhưng như tôi hiểu về nó, hoàn toàn có thể có nhiều người không đồng ý với tôi. Hoàn toàn có thể ở đây tôi không phát hiện ra châu Mỹ nào. Và cách nhìn nhận như vậy có nhiều người ủng hộ. Nhưng trong mọi trường hợp, tôi muốn trình bày cho các bạn biết cảm nhận của tôi về vấn đề này và thiết bị bảo vệ quá điện áp đối với tôi là gì. Như vậy, đối với tôi, thiết bị bảo vệ quá điện áp là đồ vật thế này. Đối với tôi, thiết bị bảo vệ quá điện áp chính là phương tiện bảo vệ cuối cùng khỏi quá điện áp xét của những đường dây mà chúng ta đang nói đến. Đường dây điện áp 220-380V. Theo quan niệm của tôi, các bạn biết không, điều này là gần giống như trong chuyện cổ tích. Cho thuốc vào trong lò và nói, anh nhỏ xuống 3 giọt, người ta sẽ khỏi bệnh, anh nhỏ xuống 10 giọt, người ta sẽ chết. Theo tôi, thiết bị bảo vệ có điện áp nên được sử dụng theo cách sau đây. Đây là một phương tiện có thể và chỉ nên được sử dụng khi tất cả các phương tiện khác đã hết cách. Tại sao? Lời giải thích rất đơn giản. Thiết bị bảo vệ quá điện áp được đặt vào trong mạch điện. Nó trở thành một phần tử của mạch điện này. Và nếu có nhiều thiết bị bảo vệ quá điện áp như vậy, ví dụ như được đưa ra trong hình vẽ dưới đây, khi số lượng của chúng lên đến hàng chục, đôi khi hàng trăm và đôi khi đến cả nghìn, thì độ tin cậy của toàn bộ mạch được nhồi nhét bởi thiết bị bảo vệ quá điện áp trở nên phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề độ tin cậy của các thiết bị bảo vệ quá điện áp này như thế nào. Còn thiết bị bảo vệ quá điện áp, đây chỉ là một phần từ kỹ thuật điện bình thường, nó có tuổi thọ sử dụng, nó có thể thoái hóa, như trong tiêu chuẩn đã chỉ rõ, tức là thay đổi các đặc tính của mình. Và khi đó, mạch điện có thể biến thành hoàn toàn khác. Nó sẽ không thực hiện chức năng chính của mình,
do độ tin cậy của nó có thể bị giảm sút bởi thiết bị bảo vệ quá điện áp. Chúng ta hãy cùng xem xét các loại quá điện áp nào có thể được nhắc đến trong các mạng điện áp thấp. Bản chất của các quá điện áp này có hai loại. Loại thứ nhất, dòng điện sét chạy qua một điện trở nào đó, và khi đó trên điện trở này xảy ra sự sụt áp, nó phát sinh trên bản thân điện trở, nó phát sinh trong điện cảm của mạch điện, và hai thành phần này có thể dẫn đến một điều là giá trị của quá điện áp trở nên rất lớn. Thí dụ, nếu tôi tính toán ở cấp độ bảo vệ chống sét cấp 3 và sử dụng dòng điện sét 100 kA, còn điện trở nối đất là 10 ohm. Đây là điện trở nối đất rất thấp đối với cột thu lôi. Quá điện áp của tôi sẽ tăng lên đến 1000 kV chỉ đối với điện trở nối đất. Và nếu chúng ta thêm vào đây điện áp rơi trên thành phần cảm kháng thì giá trị này có thể xấp xỉ gấp đôi. Nếu dòng điện có một phần rơi vào mạch điện, ví dụ như thế này, thông qua một cáp ngầm, thì trong trường hợp này độ lớn của quá điện áp tất nhiên sẽ nhỏ hơn, nhưng dù sao giá trị này sẽ ở mức hàng chục kV. Cuối cùng, nếu dòng điện chạy qua vỏ cáp như đưa ra trên hình dưới đây, thực sự là bất tiện. Thực sự là bất tiện. Mũi tên của tôi không di chuyển, tôi không biết. Thôi mặc kệ nó với mũi tên này. Nếu dòng điện chạy qua vỏ cáp, quá điện áp sẽ xảy ra do tồn tại điện trở của vỏ. Và trong trường hợp này, giá trị của quá điện áp mặc dù không lớn lắm, ví dụ nó sẽ ở mức 10 kV. Mặc dù như vậy, quá điện áp này vẫn lớn hơn rất nhiều so với điện trở cách điện của cáp. Các thành phần đầu tiên của quá điện áp gắn liền với sự lan truyền của dòng điện sét. Giá trị này phải luôn luôn được lưu ý. Giá trị thứ hai, thành phần của quá điện áp liên quan tới từ trường sét. Nếu dòng điện chạy ở đâu đó theo kênh sét hay dòng điện chạy qua cột thu lôi, dòng điện chạy qua tiếp địa, mũi tên ở chỗ tôi không chạy, tôi làm thế nào cũng không được. Hoặc nếu dòng điện chạy qua dây dẫn xuống, không quan trọng mà nó chạy ở đâu, nhưng quan trọng là điều sau đây. Từ trường sẽ xuất hiện ở mạch bất kỳ nào đó, và trong trường hợp này trở thành nguồn quá điện áp. Ở đây, trong hình bên trái đưa ra một mạch điện nằm gần dây dẫn xuống có dòng điện sét chạy qua. Trong trường hợp này, ta cứ cho là mạch điện đó có diện tích khoảng 1 m². Khi đó, giá trị của quá điện áp xuất hiện trong mạch sẽ xấp xỉ khoảng 3,5 đến 4 kV. Nếu dòng điện chạy qua dây dẫn xuống và giả sử cạnh đó có một người đang đứng, thì điện áp giữa mạch nói trên với người đang đứng đó có thể lên tới hàng chục kV, với điều kiện là khoảng cách giữa dòng điện đang trút xuống với con người khoảng 1 m. Cuối cùng, nếu dòng điện chạy theo dây dẫn sét và cạnh đó tồn tại một mạch vòng rất hẹp từ hai dây dẫn, như thể hiện trong hình vẽ bên dưới, thì quá điện áp cũng xấp xỉ ở mức 1 kV.
Có nghĩa là trong mọi trường hợp, bất kể trong tình trạng nào, bạn sẽ phải sử dụng các phương tiện hạn chế quá điện áp. Như vậy, trước khi nói về việc bạn có sử dụng thiết bị nối đất hay không, bạn sử dụng thiết bị bảo vệ quá điện áp hay không, trước tiên hãy nghĩ về điều này. Ở chỗ bạn đang có những phương tiện hạn chế quá điện áp nào khác không? Những phương tiện hạn chế quá điện áp này mà tôi đã liệt kê, chúng dẫn đến điều sau đây. Thứ nhất, bạn cần phải chọn tuyến chính xác cho các mạch điện trên mặt đất và dưới mặt đất. Cần phải bố trí mạch điện sao cho quá điện áp ở chỗ bạn trong quá trình lan truyền của dòng sét là nhỏ nhất. Thứ hai, bạn cần đảm bảo sự truyền dẫn an toàn nhất dòng sét từ điểm sét đánh qua các dây dẫn xuống đất. Và phương pháp như vậy, như sau đây tôi sẽ chỉ cho bạn, tỏ ra rất hiệu quả. Cuối cùng là điểm thứ ba, bạn cần phải làm màn chắn cho các mạch điện. Màn chắn này trong hàng loạt trường hợp hóa ra cực kỳ hiệu quả. Và cuối cùng, nếu tất cả các phương tiện này đã được sử dụng hết và quá điện áp vẫn còn khá lớn, thì khi đó đáng để bạn xem xét để sử dụng thiết bị bảo vệ quá điện áp. Hãy xem bằng các phương tiện có thể đạt được gì khi không sử dụng thiết bị bảo vệ quá điện áp. Điều này làm để giảm số lượng thiết bị bảo vệ quá điện áp xuống ít nhất. Tôi hiểu rằng có thể có những công ty quảng cáo thiết bị bảo vệ quá điện áp sẽ không tán thành tôi. Nhưng trước hết, chúng ta hãy quan tâm đến sự an toàn của mạch điện mà chúng ta đang nói ở đây. Chọn tuyến cho mạch điện, điều này có nghĩa là gì? Cần phải cố gắng di chuyển các đường ống ngầm càng xa càng tốt khỏi hệ thống tiếp điện của cột thu lôi. Ở đây, trong hình bên trái phía trên, mũi tên ở chỗ tôi từ đầu đến giờ không làm việc. Đưa ra tiếp điện mẫu của cột thu lôi như có trong tiêu chuẩn RD34. Ở đây có thể thấy được điện thế trên mặt đất giảm như thế nào so với điện thế của cột thu lôi. Ngay cả ở khoảng cách khoảng 15 mét, điện áp này vẫn có thể ở đâu đó ở mức 20% điện trở nuôi đất của cột thu lôi. Hai mươi phần trăm là gì? Nếu bạn có điện trở nuôi đất 10 ôm, nếu dòng điện sét chạy qua của bạn là 100 kA, thì ở khoảng cách 15 mét kể từ cột thu lôi, bạn có 20% của 1.000 kV. Đây sẽ là 200 kV. Đây là điện áp cao, tức là bạn cần phải kéo cáp ngầm càng xa càng tốt khỏi tiếp địa của cột thu lôi. Nhưng kéo bao nhiêu? Bạn có thể dựa vào những tiêu chuẩn nào? Thành thật mà nói, ngoài những tiêu chuẩn do công ty lưới điện liên bang đề xuất, tôi không tìm thấy bất kỳ tiêu chuẩn nào khác về vấn đề này. Công ty lưới điện liên bang cho biết nếu khoảng cách giữa tiếp địa của cột thu lôi và cáp điện là một khoảng cách nào đó thì sốc điện đánh thủng trên mỗi mét chiều dài cần khoảng 300 kV. Con số 300 kV trên mét này ở đâu ra? Thành thật mà nói tôi không biết. Nhưng tôi nghi ngờ rằng con số này thu được trong phòng thí nghiệm trên những khoảng cách ngắn. Tiếp theo, tài liệu liên bang của công ty lưới điện liên bang nói gì? Nếu phóng điện của bạn không đi vào bên trong lòng đất mà phóng theo bề mặt của nó, thì trong trường hợp này, thay vì 300 kV sẽ là 100 kV. Kết nối mạng của hội thảo bị mất tại thời điểm này. Phóng điện trên bề mặt mặt đất sẽ gây sự cố nghiêm trọng.
Ở bên phải, tôi đưa cho bạn hình ảnh cho thấy sự phóng điện dọc theo bề mặt mặt đất như thế nào khi dòng điện 75 kA chạy qua. Các thí nghiệm này được thực hiện tại Viện Vật lý Thực nghiệm. Các bạn hãy xem, các nhánh tia lửa trên bề mặt có chiều dài 30 mét. Nếu bạn lấy 100 kV trên mét được ghi trong tài liệu của công ty lưới điện Liên bang, thì khi đó đối với một kênh này bạn phải có 30 nhân với 100 sẽ là 3.000 kV, 3 triệu vôn. Trên thực tế, điện áp trong thí nghiệm này chỉ có 400 kV. Làm thế nào để đối chiếu các giá trị thực tế tương ứng với quy định hiện hành? Tôi không hiểu rõ lắm. Nhưng tôi hiểu rõ một điều sau. Hội thảo trực tuyến về tiếp địa trong đất nhất định phải được tiến hành. Tôi đề nghị nếu các bạn không phản đối, nhất định buổi hội thảo tiếp theo sẽ dành cho các quá trình trong đất. Nhưng trong mọi trường hợp, nếu bạn thực hiện một biện pháp đơn giản và biện pháp đơn giản này sẽ có thể đưa cáp ngầm cách xa khỏi dây dẫn xuống của cột thu lôi và nói chung cách xa khỏi hệ thống tiếp địa. Bạn hoàn toàn đạt được hiệu quả khá tốt. Bây giờ về định hướng không gian của mạch điện. Định hướng không gian của các mạch điện nó được gắn liền với điều này. Nếu bạn có một mạch điện và đưa vào đó một sức điện động song song với đường đi của dòng điện và vuông góc với đường đi của dòng điện, các tính toán của bạn dựa trên các biểu thức toán học khác nhau. Kết quả của điều này là quá điện áp khi các mạch được bố trí song song lớn hơn nhiều so với sự bố trí vuông góc lẫn nhau. Đây là một hiện tượng khá rõ ràng và để cảm nhận rõ hơn các trị số, tôi đưa ra ví dụ như sau. Chiều dài của dây dẫn là 20 mét, khoảng cách tới mạch là 2 mét. Và trong trường hợp này, nếu thay vì kết nối mạch song song, bạn bố trí vuông góc với nhau thì bạn sẽ giảm quá điện áp bằng 2 bậc thập phân, gấp 100 lần. Điều này có đáng không? Tất nhiên là rất đáng. Và nếu có thể làm được điều này thì nhất định phải thực hiện nó. Điểm thứ ba là cực kỳ quan trọng trong thực tế. Vấn đề là bằng cách phân bổ dòng điện xét trên một số lượng lớn các dây dẫn xuống, bạn đã làm giảm đáng kể giá trị của từ trường ở không gian bên trong của tòa nhà bạn đang làm việc. Tôi đưa ra cho bạn hai ví dụ. Ví dụ đầu tiên, đơn giản là một tình huống lý tưởng. Hãy tưởng tượng bạn có một tòa nhà hình tròn. Nếu bạn có một tòa nhà hình tròn, thì bằng cách tăng số lượng dây dẫn xuống, bạn có thể giảm từ trường ở không gian bên trong xuống gần như bằng không. Câu hỏi là, được phép bố trí bao nhiêu? Một lần nữa, tôi không thể tìm thấy các con số ở bất cứ đâu ngoại trừ tại công ty lưới điện Liên bang. Công ty lưới điện Liên bang cho rằng cho phép trong các tòa nhà của mình cường độ từ trường 300 A trên mét. Đường màu đỏ này hiển thị những gì sẽ tương ứng với điều đó. Điều này sẽ tương ứng với thực tế là mạch điện của bạn sẽ được bố trí ở khoảng cách tới dây dẫn xuống đâu đó ở mức 2 mét hoặc lớn hơn. Để làm các điều kiện như vậy sẽ không gặp bất kỳ trở ngại gì, bởi vì ngay cả 10 dây dẫn xuống cũng đảm bảo được một điều như vậy. Nếu bạn chuyển từ một tòa nhà hình tròn tuyệt đối đến một tòa nhà có hình dạng thực tế, chẳng hạn như hình chữ nhật, thì từ trường của bạn sẽ được phân bổ theo một cách rất phức tạp, tùy thuộc vào số lượng dây dẫn xuống. Nhưng dẫu sao trong hình bên phải, tôi thấy điều sau đây.
Tôi thấy rằng nếu số lượng dây dẫn xuống mà tôi có theo từng khoảng cách một, chẳng hạn 10 mét, thì ở đâu đó ở khoảng cách 1,5 mét từ dây dẫn xuống này, trường sẽ nhỏ hơn 300 ampere trên mét, được coi là chấp nhận được. Nói cách khác, nếu bạn bắt đầu tăng số lượng dây dẫn xuống và số lượng dây dẫn xuống của bạn sẽ nhiều hơn 10, cuối cùng họ đã làm cho tôi một mũi tên. Không, dù sao thì nó cũng không dịch chuyển. Nếu số lượng dây dẫn xuống được đặt theo khoảng cách 10 mét hoặc nhỏ hơn, và 10 mét là khoảng cách được khuyến nghị cho cấp 1 về bảo vệ chống sét, thì cường độ điện trường của bạn sẽ thấp hơn so với giá trị khuyến nghị của các tài liệu quy chuẩn. Tôi rất hy vọng là bạn sẽ giải quyết được mà không cần bất kỳ thiết bị bảo vệ quá điện áp nào. Còn một điểm nữa là có hai trường hợp đối với màn chắn. Trường hợp thứ nhất, dòng điện sét chạy trực tiếp trên màn chắn. Một tình huống điển hình, hãy tưởng tượng có một cột cao, có dàn đèn trên cột, bạn cấp nguồn cho các đèn và bạn sử dụng dây nguồn bằng dây cáp có màn chắn. Tình huống ở đây là nếu cáp của bạn có tiết diện tròn và màn chắn bằng kim loại, thì quá điện áp của bạn chỉ tác động giữa cách điện và lõi cáp. Còn giữa hai lõi cáp cấp nguồn, thí dụ như cho đèn chùm, bạn sẽ có giá trị bằng không. Và vì lý do này, màn chắn có tiết diện hình tròn chính là trường hợp lý tưởng. Rất thường thấy các nhà thiết kế đặt dây cáp điện trong các hộp cáp. Ví dụ như hình chữ nhật. Trong một hộp hình chữ nhật, bạn sẽ không bao giờ đạt được giá trị bằng không. Nếu bạn sử dụng loại hộp có mặt cắt không tròn, thí dụ elip, ở dạng elip vặn xoắn mà được hiển thị trong hình ở đây, thì giữa các lõi cáp của bạn, một nằm ở phần ít cong trong mặt cắt của elip. Trên hình của tôi là lõi N2. Và lõi N1 nằm ở phần nhọn trong mặt cắt của elip sẽ có quá điện áp đáng kể. Nhưng nếu màn chắn hình elip này bắt đầu chuyển sang hình tròn, thì quá điện áp giữa bất kỳ cặp lõi cáp nào cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Và vì lý do này, màn chắn lý tưởng là màn chắn hình tròn. Bây giờ là trường hợp thứ hai, dòng điện không chạy trên màn chắn kim loại, mà màn chắn kim loại chỉ đơn giản là một màn chắn. Trong trường hợp này, hiệu quả che chắn phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn đang che chắn cái gì. Nếu màn chắn của bạn được làm bằng đồng bệ, bằng băng nhôm, bằng băng thép, như được đưa ra trong đồ thị bên phải, thì trong trường hợp này, hệ số suy giảm nhiễu điện tử của bạn nằm trong khoảng từ 50 đến 20, nghĩa là nhiễu bị suy giảm 20 đến 50 lần. Nhưng nếu đóng vai trò màn chắn ở chỗ bạn, trước hết là kết cấu kim loại của bê tông cốt thép, hoặc thậm chí chỉ là một tòa nhà xây bằng gạch, bạn vẫn đều làm giảm được từ trường khoảng 3 đến 10 lần. Và việc che chắn này tỏ ra rất có ý nghĩa. Và nhờ có sự che chắn này, nhiễu điện tử gây ra bên trong của tòa nhà được giảm xuống đáng kể.
Và mức giảm này nhất thiết phải được lưu ý trước khi bạn xem xét có sử dụng thiết bị bảo vệ quá điện áp để chống các nhiễu điện từ này hay không. Nếu tất cả những điều trên đã áp dụng hết, tất cả mọi khả năng đã được lưu ý, nhưng tất cả đều giống nhau là nhiễu điện từ vẫn còn lớn hơn giá trị cần thiết. Nếu đã vậy, hiển nhiên là bạn cần lắp đặt thiết bị bảo vệ quá điện áp. Nhiệm vụ của thiết bị bảo vệ quá điện áp là gì? Nhiệm vụ rất đơn giản. Thiết bị bảo vệ quá điện áp nối tắt mạch ở đầu vào của thiết bị mà bạn cần bảo vệ. Và như vậy, nhiễu điện từ không rơi vào mạch phụ tải, nó được ngắn mạch qua thiết bị bảo vệ quá điện áp. Về nguyên tắc, bạn có thể sử dụng bất kỳ thứ gì bạn muốn ở dạng thiết bị bảo vệ quá điện áp. Bạn có thể sử dụng bộ lọc thụ động. Bạn có thể sử dụng rơ le tác động nhanh. Bạn có thể sử dụng một số block điện tử mà thường sử dụng trong đó hai phân tử. Thông thường, đó là một phân tử phi tuyến dựa trên oxit kẽm hay là một bộ khe hở phóng điện. Bây giờ, các yêu cầu gì cần đặt ra cho chính các phân tử này? Trong hình dưới đây, tôi đã vẽ một thiết bị đơn giản mà cần thiết cho mục đích duy nhất. Nếu quá áp xảy ra một lần. Tôi cần bảo vệ được phân tử. Làm thế nào tôi có thể bảo vệ nó? Hãy nhìn xem, tôi lắp đặt hai diode xung. Chúng bị khóa nếu điện áp thấp hơn mức đánh thùng của chúng. Và nếu điện áp vượt quá mức đánh thùng, các diode sẽ bị đánh thùng, bị cháy. Nhưng đã bảo vệ được phân tử. Chúng bị hủy, nhưng cũng đã bảo vệ được phân tử cần được bảo vệ. Điều này có đáp ứng được cho các mạch thực tế thông thường không? Tất nhiên là không. Vì sau khi các diode bị cháy sẽ gây ra chập mạch trong mạch điện. Phân tử cần được bảo vệ sẽ ngừng hoạt động và sự bảo vệ này không đáp ứng cho bất kỳ ai. Vì vậy, một thiết bị bảo vệ có thể sử dụng trong các mạch điện thực tế phải làm được những việc sau. Thứ nhất, nó phải giảm quá điện áp xuống dưới mức mà cách điện của mạch được bảo vệ sẽ chịu được. Đó là một. Thứ hai, sự giảm này phải diễn ra nhanh chóng. Bởi vì quá điện áp do sét gây ra tăng lên trong vài chục hoặc vài trăm nano giây và thiết bị bảo vệ phải tác động kịp thời. Và cuối cùng, thiết bị mà bạn đưa vào trong mạch điện không được thay đổi các chức năng công nghệ của mạch điện đó. Thí dụ, nếu bạn đưa một mạch tần số cao vào một thiết bị có điện dung lớn đến kinh ngạc, sẽ dẫn đến đặc tính tần số của thiết bị đó thay đổi rất nhiều mà mạch bảo vệ sẽ không đem lại lợi ích nào. Bởi vì thiết bị sẽ không hoạt động do đặc tính tần số của nó đã bị thay đổi. Cuối cùng, thiết bị bảo vệ này phải khôi phục mạch điện sau khi quá áp kết thúc. Và dập tắt dòng điện đi kèm. Nếu dòng điện đi kèm này có thể chạy trong mạch ngắn mạch, kết hợp tất cả những điều này với nhau sẽ đại diện cho các đòi hỏi mà ngày nay áp dụng cho các thiết bị bảo vệ quá điện áp. Tôi nhắc lại một lần nữa rằng, như một quy luật, ngày nay sử dụng hai loại thiết bị bảo vệ quá điện áp. Thiết bị bảo vệ quá điện áp trên nền tảng biến trở.
có đặc tính volt ampere được hiển thị ở bên trái và thiết bị bảo vệ quá điện áp trên nền tảng khe hở phóng điện có đặc tính được hiển thị ở bên phải. Cả hai loại thiết bị đều có thể làm việc và là cơ sở để ngành công nghiệp sản xuất ra ba cấp thiết bị dạng này. Thiết bị thuộc cấp thứ nhất được thiết kế để thoát toàn bộ dòng điện sét. Nó được đặt ở các đầu vào của mạch điện. Nó được thử nghiệm với xung sét đầy đủ 10 trên 350 microgiây. Và những thiết bị này mang tải lớn nhất, đắt tiền nhất. Và nhược điểm duy nhất của các thiết bị này là trên các điểm đấu nối của nó vẫn tồn tại một điện áp đáng kể sau khi tháo một dòng điện sét tương đối lớn. Hiệu điện thế đâu đó khoảng 4 kV. Và điện áp 4 kV này là điện áp quá cao cho mạch điện của các tòa nhà, công trình kiến trúc, bởi vì cách điện của các mạch điện bên trong theo quy luật sẽ không chịu được quá 2,5 kV. Cấp thiết bị thứ hai, nó cũng được thiết kế để thoát dòng điện sét. Từ một góc độ, nó dùng để thoát dòng điện sét thành phần. Còn ở góc độ khác, để chống sốc điện từ gió sét. Theo quy định, thiết bị này được thử nghiệm không phải với xung 10 trên 350 mà với xung 8 trên 20 microgiây. Và thiết bị này được thiết kế để bảo vệ ở những nơi không bị dòng điện sét đầy đủ chạy qua. Cuối cùng còn có cấp thứ ba. Theo quy luật được lắp đặt trực tiếp ở đầu vào của các thiết bị cần được bảo vệ. Nó không được thiết kế để tháo dòng điện lớn ngay cả dạng xung 8 trên 20 microgiây. Nhưng điện áp dư trên chính thiết bị này có thể giảm xuống vài chục hoặc vài trăm vôn. Và do đó, nó có thể được sử dụng để bảo vệ các thiết bị điện áp thấp. Bây giờ, tôi chuyển đến điều mà tôi hoàn toàn không hiểu. Khi họ nói về cách sử dụng thiết bị bảo vệ quá điện áp, họ nói rằng cần phải sử dụng lý thuyết vùng để sử dụng thiết bị bảo vệ quá điện áp. Trong các tài liệu quy chuẩn của IEC và hiện nay trong các tài liệu quy chuẩn của Nga, dựa theo các tác động của sét đưa ra một số vùng khác nhau. Vùng đầu tiên là vùng không, nơi mà công trình không được bảo vệ chống sét theo bất kỳ cách nào. Vùng thứ hai là vùng công trình được bảo vệ chống sét nhưng không được bảo vệ đầy đủ khỏi dòng điện sét và từ trường của sét. Cuối cùng là vùng thứ ba, nơi công trình được bảo vệ chống sét một phần. Đơn vị vùng là nơi nó được bảo vệ một phần khỏi từ trường. Và tiếp theo, có thể có vùng 2, tiếp theo nữa có thể có vùng 3 và sau đó có thể có vùng 4. Và tất cả các vùng này, khi tên số của nó tăng lên sẽ được đặc trưng bằng sự suy giảm của điện trường. Và khi tôi đọc những thứ này, ở tôi xuất hiện câu hỏi như sau. Cái này để cho tôi làm gì? Tôi cần những vùng này để làm gì? Bây giờ đây, tôi cần phải làm gì? Tôi cần phải làm điều sau đây. Tôi có một thiết bị. Tôi biết thiết bị này có thể chịu được điện áp xung là bao nhiêu. Nhà sản xuất luôn cho tôi con số này trong các catalog hộ chiếu của thiết bị. Tiếp theo, do đã biết thiết bị này đặt ở đâu, tôi có thể tính được điện áp có thể xuất hiện trong mạch điện của thiết bị này. Tôi có thể tính được sốc điện áp tại đây. Tôi không cần biết thiết bị này nằm ở vùng nào, điều đó đối với tôi không cần thiết. Mà tôi cần chính là hình học, mà theo đó tôi có thể tính toán mọi thứ. Điều thứ ba là tôi có thể tính toán được dòng điện sét sẽ đi qua các thiết bị bảo vệ. Thiết bị bảo vệ quá điện áp nếu tôi lắp đặt đó. Những thứ này
tôi đều có thể tính toán được, và như vậy lý thuyết vùng không cần thiết đối với tôi chút nào. Điều cuối cùng, tôi có thể xác định liệu tôi có thể lắp đặt thiết bị bảo vệ quá điện áp mà tôi dự định sử dụng có tương thích khi đưa vào trong mạch điện này không? Nó có phù hợp với đặc tính tần số của mạch điện này không? Nó có phù hợp với độ tin cậy của cả cụm này? Nó có phù hợp với các chức năng công nghệ khác không? Và để làm được điều này, tôi cũng không cần các vùng nào cả. Và khi tôi đã tính toán tất cả những thứ này, tôi cầm lấy danh mục thiết bị của các công ty khác nhau và bắt đầu tìm kiếm thiết bị phù hợp với yêu cầu của tôi. Nếu có một thiết bị nào đó phù hợp, tôi sẽ đặt một chiếc. Nếu một thiết bị không đủ, tôi có thể đặt một vài thiết bị nối tiếp nhau là được. Và các thông số của thiết bị bảo vệ quá điện áp mà tôi cần cho sự lựa chọn này, tôi đã liệt kê chúng ra ở đây. Nói chung, chúng cho phép tôi tính toán và xác định loại thiết bị bảo vệ quá điện áp nào tôi cần mà không cần sử dụng lý thuyết vùng nào cả. Lý thuyết này dùng để làm gì? Tôi không hiểu. Hãy để ông trời hiểu nó. Bây giờ tiếp tục. Tiếp theo tôi có gì? Tôi có địa áp tại các điểm đấu nối của các loại thiết bị bảo vệ quá điện áp các cấp 1, 2, 3. Đối với cấp 1 khoảng chừng 4 kV. Đối với cấp 2 khoảng chừng 1,5 đến 2,5 kV. Cuối cùng, đối với cấp 3, điện áp có thể dưới 1 kV. Cách điện hạ thế cũng được chia thành các loại. Có 4 loại tất cả. Cách điện bên ngoài khoảng 6 kV, cấp cách điện tiếp theo là 4 kV, 2,5 kV, rồi 1,5 kV. Còn bản thân thiết bị có thể chịu được điện áp có giá trị thấp hơn. Và tôi cần tìm sự tương ứng. Những thiết bị bảo vệ quá điện áp mà tôi lắp đặt cần phù hợp với độ bền điện của cách điện mà tôi cần phải bảo vệ. Tôi cần thực hiện thao tác này và để đạt mục đích này, tôi cần có các thông số của thiết bị bảo vệ quá điện áp. Bây giờ thực tiễn nói gì? Thực tiễn nói như sau. Thực tiễn nói một điều, phép tính toán là gì? Và điều này khá rõ ràng, cần bắt đầu từ cái mà có thể hiểu. Dòng điện như thế nào sẽ chạy qua thiết bị bảo vệ quá điện áp khi mà bạn sẽ lắp đặt nó? Trong nhiệm vụ này, lợi ích của các công ty sản xuất các loại thiết bị bảo vệ quá điện áp khác nhau xung đột với nhiệm vụ trong kỹ thuật điện nói chung. Vấn đề là mỗi một công ty đều cố gắng biện minh cho sản phẩm của mình. Họ nói, ví dụ, chúng tôi sản xuất thiết bị bảo vệ quá điện áp không thể chịu được dòng điện tạm nói là lớn hơn 5 kA. Và không cần như thế, bởi vì dòng điện lớn hơn 5 kA sẽ không thực sự đi vào thiết bị bảo vệ quá điện áp. Một công ty khác lại nói, các bạn nói như vậy không đúng, một phần đáng kể của dòng điện sét có thể đi vào thiết bị bảo vệ quá điện áp, ví dụ 20% dòng điện sét. Đó là lý do tại sao chỉ nên sử dụng thiết bị bảo vệ quá điện áp có khả năng chịu tải lớn. Và chúng tôi là người sản xuất ra những thiết bị bảo vệ quá điện áp mang tải lớn. Và sự cạnh tranh của chính những công ty này, nó bỗng nhiên tạo ra các phương pháp tính toán dòng điện khác nhau chạy qua thiết bị bảo vệ quá điện áp. Tất nhiên, tôi sẽ không nêu tên các công ty, tôi sẽ lấy cho các bạn hai thí dụ. Thí dụ thứ nhất là sét đánh vào kim thu sét lắp trên tòa nhà được bảo vệ. Cứ cho là một ngôi nhà của ai đó, công ty muốn làm giảm dòng điện sẽ nói gì? Họ nói rằng dòng điện sẽ chạy qua các dây dẫn xuống, sau đó dòng điện sẽ đi vào hệ thống nối đất của tòa nhà, ít nhất là qua hai dây dẫn xuống. Nhưng ở tòa nhà này, ngoài các dây dẫn xuống còn có một đường dây tải điện cấp điện cho mạch điện của tòa nhà.
Nó có 4 sợi gồm 3 dây pha và 1 dây trung tính pha không. Ngoài ra, còn có nguồn cấp nước bằng ống kim loại. Thêm nữa, ngôi nhà này có một đường ống cung cấp khí đốt. Còn nữa, ngôi nhà này còn có đường dây điện thoại. Và dòng điện sét sẽ được phân bổ lên tất cả các đường dẫn này. Nó sẽ được phân bổ như thế này. Mỗi một đường riêng biệt như vậy sẽ mang một dòng điện gần bằng nhau. Ví dụ, nếu tôi lấy đường dây tải điện là đường thứ nhất, ống cấp nước là đường thứ hai, dây điện thoại là đường thứ ba, tiếp điện của ngôi nhà là đường thứ tư, thì dòng điện của tôi sẽ được chia thành 4 phần, trong mỗi phần khoảng 1/4. Nhưng tiếp theo cần phải lưu ý rằng tôi có 4 dây, nghĩa là dòng điện chạy trong mỗi dây sẽ ở đâu đó nhỏ hơn 5% dòng điện đầy đủ của sét. Và điều này có nghĩa là thiết bị bảo vệ quá thiên áp của tôi cần lắp đặt sẽ có đâu đó khoảng 5 kA chạy qua thiết bị bảo vệ quá điện áp. Nếu tôi coi dòng điện sẽ đánh khoảng 100 kA, đây là dòng điện tính toán dùng cho cấp bảo vệ chống sét cấp 3. Như vậy, tôi không cần thiết bị bảo vệ quá điện áp có khả năng mang tải lớn, và đây là một mặt của vấn đề. Bây giờ là mặt thứ hai của vấn đề, một công ty khác lại nói như sau: có được dây tải điện dẫn đến ngôi nhà không? Có. Sét có khả năng đánh vào đường dây điện đó không? Có thể. Đường dây tải điện đó có bao nhiêu dây? 4. Điều này có nghĩa là 1/4 dòng điện sẽ chạy qua mỗi dây. Và bạn cần bao nhiêu? Bạn cần 25 kA. 25 lấy chứ không phải là 5. Vậy chọn gì bây giờ? Nhìn chung, phép tính này và phép tính kia đều nghiêm túc, đều khiến tôi lo lắng. Và cái này hay cái kia đều cần phải chính xác hóa. Phụ thuộc vào điểm đánh của sét, phụ thuộc vào điện trở nối đất, phụ thuộc vào các thành phần khác nữa. Nhưng nếu thực sự coi nó là gần đúng, thì theo tôi nên bỏ qua. Và tốt hơn, nên hướng đến dòng điện lớn hơn. Hơn nữa, sét đánh vào đường dây tải điện vẫn thường xảy ra hơn là sét đánh vào nhà. Và ở đây, tôi có lẽ chọn cho mình sơ đồ bên phải chứ không phải là sơ đồ bên trái. Mặc dù sơ đồ bên trái cũng còn tốt hơn là không lắp đặt bảo vệ gì. Bây giờ, nói đến điều tiếp theo mà lại là điều rất quan trọng. Nếu bạn có một đường dây trên không dẫn điện đến một ngôi nhà, và nếu đường dây này bị sét đánh, thì có thể không nghi ngờ gì nữa rằng trong mọi trường hợp, thiết bị bảo vệ quá thiên áp cấp thứ nhất cần được lắp đặt. Tại các cực đấu nối của nó sẽ có điện áp 4 kV hoặc thậm chí lớn hơn, mà hoàn toàn không đủ để bảo vệ cho mạch điện và các thiết bị của ngôi nhà. Do đó, bạn sẽ phải bố trí thêm bảo vệ chống sét bằng cách lắp đặt nối tiếp thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 1, thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 2. Còn sau đó nữa, ở thiết bị cần được bảo vệ, bạn có thể lắp đặt thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 3 để giảm điện áp đầu vào từ 4 kV xuống khoảng 1 kV để cách điện của thiết bị điện tử trong nhà sẽ không bị đánh thủng. Và một sơ đồ đấu nối thiết bị bảo vệ quá điện áp được đưa ra ở trên đây. Sơ đồ này đòi hỏi các điều sau. Nó đòi hỏi sự hoạt động có chọn lọc của thiết bị bảo vệ quá điện áp. Điều bắt buộc là thiết bị bảo vệ quá điện áp đầu vào được tác động đầu tiên. Còn tác động cuối cùng là thiết bị bảo vệ quá điện áp đặt ở trước thiết bị dùng điện. Cần phải làm gì để thực hiện điều này? Ở đây cần làm trễ xung lan truyền theo mạch điện.
Sự làm trễ này có thể được thực hiện bằng hai cách. Cách thứ nhất là làm cho dây dẫn đủ dài, chẳng hạn dài 10 mét, và khi đó xung sẽ lan truyền có độ trễ. Hoặc nếu không thể bố trí dây dẫn dài như vậy, hãy đặt một điện cảm vào đó để tạo ra độ trễ như vậy. Điều này được viết trong tất cả các hướng dẫn sử dụng và trong nhiều catalog, thậm chí còn nói rằng đoạn dây dẫn này phải dài bao nhiêu hoặc thêm điện cảm phải là bao nhiêu. Không có nghi ngờ gì ở đây và tất cả đều dễ thực hiện. Nhưng lại có vấn đề như thế này. Các bạn có hiểu không? Bạn đã đảm bảo sự tác động có chọn lọc như vậy. Thực sự là thiết bị bảo vệ quá điện áp đầu tiên làm việc, sau đó là cái thứ hai, rồi là cái thứ ba, và tất cả đều theo thứ tự. Bây giờ chúng làm việc song song cả ba. Thế còn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Có thể xảy ra như thế này không? Rằng thời gian của sự làm việc này khi giảm dòng điện xét, đặc tính của thiết bị bảo vệ quá điện áp của bạn, chẳng hạn như cái thứ ba có điện trở đầu vào nhỏ hơn so với thiết bị bảo vệ quá điện áp thứ nhất. Một điều như vậy trên thực tế là có thể, và đặc biệt có thể thực sự xảy ra khi thiết bị bảo vệ quá điện áp của bạn được chế tạo trên cơ sở các varistor. Các varistor có đặc tính rất dốc. Dòng điện của nó phụ thuộc vào điện áp ở mức vài chục vôn, khoảng 20 đến 60 vôn. Do vậy, để tạo ra đặc tính như vậy ổn định của thiết bị bảo vệ quá điện áp rất khó. Và kết quả của điều này là tình huống khá thực thi. Khi mà xung dòng xét giảm xuống, đường đi của dòng điện trở nên thuận lợi hơn qua thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 3. Thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 3 bắt đầu bị đốt nóng và hư hỏng. Đây chính là tình huống gây đau đầu cho nhà thiết kế khi họ quyết định dùng thiết bị bảo vệ quá điện áp nào. Cấu tạo như thế nào để đặt vào đầu tiên? Chống xét tia lửa hay một varistor? So sánh chống xét tia lửa và varistor là một câu hỏi khá nghiêm trọng. Bởi những kiến giải sau đây, varistor rẻ hơn đáng kể và do vậy người ta muốn lắp đặt nó. Nhưng rắc rối nào sẽ đem đến cho con người nếu bạn lắp đặt varistor? Thứ nhất, có thể xảy ra tình huống mà tôi vừa nêu ra. Khi mà đang giảm xung dòng điện sẽ được nhảy qua từ varistor cấp 1, còn varistor cấp 3 sẽ cháy. Và cùng với nó, thiết bị được bảo vệ sẽ bị thiêu trụi. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, varistor khá nhạy cảm với chất lượng điện áp. Nếu bạn bị lệch pha và có tăng điện áp trên varistor, nó có thể mở nhẹ và nung nóng. Do đó, varistor sớm bị hỏng do bị lão hóa. Thậm chí có một đặc điểm như vậy trong hộ chiếu, đó là sự xuống cấp của varistor. Và sự thoái hóa này của các varistor dẫn đến một điều là nó trở thành những đặc điểm tồi tệ nhất. Chúng thay đổi theo thời gian và cuối cùng trong varistor cần có thêm một thứ không thể thiếu nối tiếp với varistor này. Phải được đặt một bộ khống chế nào đó để đề phòng trường hợp varistor bị hư hỏng. Tối thiểu cần phải lắp đặt cầu chì để ngắt varistor khỏi mạch lúc nó bị hỏng. Những nhược điểm này không có trong thiết bị bảo vệ quá điện áp dựa trên chống xét tia lửa. Nhưng chúng lại đắt hơn hẳn. Ai có thể quyết định là lắp cái gì, varistor hay thiết bị bảo vệ quá điện áp chống xét tia lửa? Có lẽ không ai ngoài chủ nhân, không ai ngoài khách hàng. Bởi vì khách hàng hoặc là sẽ mạo hiểm với những gì họ có, hoặc là anh ta sẽ bỏ thêm tiền.
Người ta đã dành sự chú ý rất lớn đến các quy tắc lắp đặt thiết bị bảo vệ quá điện áp. Một số công ty thậm chí còn cung cấp một cái gì đó giống như một khóa đào tạo cho những người lắp đặt. Khóa học này chỉ dẫn cần phải làm những gì để lắp đặt thiết bị bảo vệ quá điện áp đúng cách. Tôi sẽ không nói về tất cả những chi tiết của lắp đặt, nhưng tôi sẽ dành sự quan tâm về một vài điều. Thứ nhất là điều thế này. Thiết bị bảo vệ quá điện áp phải được đấu nối vào mạng mà nó bảo vệ bằng dây dẫn có chiều dài tối thiểu. Chiều dài tối thiểu có nghĩa là gì? Là độ tự cảm của dây sẽ gây ra ảnh hưởng. Độ tự cảm của một dây dẫn đơn thông thường xấp xỉ 1 microhenry trên 1 mét chiều dài. Hãy tưởng tượng một sợi dây dài 1 mét có độ tự cảm 1 microhenry. Nếu bạn nhân độ tự cảm này với tốc độ tăng lên của dòng điện sét, bạn sẽ nhận được quá điện áp. Tốc độ tăng lên của dòng điện sét tính toán đối với các công trình cấp 3 về bảo vệ chống sét, đây là mức khoảng 10 mũ 11 ampe trên dây. Nếu lấy 10 mũ 11 nhân với 10 mũ 6 của độ tự cảm, ta có kết quả là 100.000 V trên 1 mét dài dây dẫn. Do vậy, điện áp này sẽ thêm vào điện áp dư trong thiết bị bảo vệ quá điện áp. Và muốn để cho điện áp này nhỏ nhất thì chiều dài của đoạn dây dẫn càng ngắn càng tốt, không cho phép dài quá 0,5 m. Ngay cả giá trị này cũng quá lớn. Và người ta thường khuyến cáo đấu nối hình chữ V tới varistor để giảm điện áp rơi đến mức tới hạn trên độ tự cảm của dây dẫn. Điều này là hoàn toàn bắt buộc và nó nhất thiết phải được thực hiện. Điều thứ hai là bạn có một điện áp trên thiết bị bảo vệ quá điện áp. Giả sử điện áp trên thiết bị bảo vệ quá điện áp chỉ là 1 kV. Tiếp theo là mạch điện đi đến các thiết bị, thí dụ như máy tính chẳng hạn. Nếu trong mạch đi đến thiết bị này có điện cảm ký sinh, và nhất định là có nó. Nếu lại có thêm điện rung ký sinh, và nhất định là có nó. Và trong mạch này của bạn sẽ có thể xuất hiện dao động bình thường, như trong bất kỳ mạch RC nào. Biên độ của những dao động này ở mức cực đại làm tăng điện áp lên đúng 2 lần, và thay về 1 kV mà thiết bị bảo vệ quá điện áp tạo ra, điện áp tại đầu vào của thiết bị sẽ cao gấp 2 lần. Để điều này không thể xảy ra trên thiết bị bảo vệ cấp cuối cùng, các thiết bị bảo vệ quá điện áp thuộc cấp 3 cần được lắp đặt trực tiếp ở đầu vào của thiết bị được bảo vệ, khi đó hầu như sẽ không có dao động ký sinh nào trên thực tế. Và cuối cùng, như tôi đã nói rằng, cần phải đảm bảo hoạt động có chọn lọc của thiết bị bảo vệ quá điện áp. Các hoạt động chọn lọc này đạt được bằng cách đấu thêm điện cảm phân phối hoặc chỉ là cuộn cảm. Những vấn đề mà tôi đã nói có gì nằm trong tiêu chuẩn quốc gia Liên bang Nga năm 2011? Có các tiêu chuẩn rõ ràng về lắp đặt, ở trong đó được đưa ra cho tất cả các mạch. Tôi đã chọn ra một mạch làm thí dụ. Mạch điện cấp điện cho các tòa nhà dân cư và công cộng phổ biến nhất ở nước ta. Khi có một hệ thống 4 dây dẫn điện đến tòa nhà và sau đó là mạng phân phối điện bên trong tòa nhà, sẽ dùng hệ thống 5 dây như được thực hiện hiện nay. Trong trường hợp này, một điều rất quan trọng phải làm là điều sau. Khi bạn có hệ thống điện 5 dây, bạn đấu nối thiết bị bảo vệ quá điện áp giữa dây pha và dây dung kính.
và bản thân dây trung tĩnh được bảo vệ bằng cách đấu nối nó với thanh cái nối đất của trung tâm. Việc bố trí như vậy dẫn tới kết quả là giá trị quá điện áp ở đầu vào của bất kỳ thiết bị một pha nào đều trở nên nhỏ nhất. Câu hỏi đặt ra là có cần thiết phải lắp đặt các bộ ngắt mạch để ngắt thiết bị bảo vệ quá điện áp bị hỏng ra hay không? Nếu bạn có các thiết bị bảo vệ quá điện áp dựa trên varistor thì bắt buộc phải lắp đặt các bộ ngắt mạch này ở đâu đó. Vì sớm hay muộn do lão hóa, thiết bị bảo vệ quá điện áp sẽ ngừng hoạt động. Ngắt mạch có thể được lắp đặt nối tiếp với thiết bị bảo vệ quá điện áp như thể hiện trong hình bên trái. Trong trường hợp này, sau khi cầu chì bị cháy, thiết bị bảo vệ quá điện áp sẽ được ngắt ra. Mạch điện sẽ vẫn hoạt động, nhưng tính năng bảo vệ của mạch sẽ không còn hoạt động. Và bạn sẽ phải thường xuyên kiểm tra xem cầu chì của bạn có bị cháy hay không. Còn nếu bạn lắp đặt các thiết bị bảo vệ quá điện áp dựa trên bộ phóng điện tia lửa tại trên mạch của các bộ ngắt điện như P5, P7 trong hình vẽ bên phải. Ở trường hợp này, khi thiết bị bảo vệ quá điện áp tác động, rơ le của bạn sẽ ngừng hoạt động. Và nếu điều này được phép, thì bạn sẽ chạy lại để ngắt nó đi. Còn nếu điều này là không cho phép, thì tất cả giống nhau là các thiết bị bảo vệ quá điện áp đều cần được bảo vệ bằng các bộ ngắt kết nối mà trong mạch điện ở đây như P8, P10, chúng sẽ tác động ngắt thiết bị bảo vệ quá điện áp khỏi mạch điện. Vẫn còn một đòi hỏi quan trọng khác là trong nhà của mình ta thường lắp đặt UGO, tức là các bộ ngắt điện. Nên lắp đặt thiết bị bảo vệ quá điện áp trước UGO để khi thiết bị bảo vệ quá điện áp tác động sẽ không gây ra dao động dòng điện chạy qua UGO và nó không cắt mạch sai. Nếu không thể thực hiện được điều này, hoàn toàn không thể làm được và bạn lắp đặt thiết bị bảo vệ quá điện áp sau UGO, thì trong trường hợp này bạn nên sử dụng UGO loại S có thể chịu được sóng dòng điện xung với biên độ lên đến 3 kA và khắc phục các tác động cá biệt sai lệch của UGO. Tôi muốn dành khoảng 2 phút cho mục đích sau. Những UGO đang được phát triển. Ví dụ trong phụ tải sinh hoạt, chẳng hạn như trong một ngôi nhà riêng, luôn có thể kiểm tra được bằng mắt bộ cắt đã tác động hay là không tác động, cầu chì bị cháy hay là không bị cháy. Điều này có thể dễ dàng xác định bằng tay. Nhưng khi bạn đã lắp đặt hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm thiết bị bảo vệ quá điện áp, việc nhận biết rất phức tạp. Một điểm rất quan trọng là kiểm tra năng lực hoạt động của thiết bị bảo vệ quá điện áp. Với mục đích này, các công ty khác nhau sử dụng hai loại phương tiện có nguyên tắc hoạt động khác nhau. Phương tiện đầu tiên được sử dụng là các máy kiểm tra hoạt động của thiết bị bảo vệ quá điện áp. Bạn cần phải đến tủ đặt thiết bị, kết nối máy kiểm tra và xem kết quả trên ô hiển thị của thiết bị này. Nó có thể là đèn hoặc có thể là dòng chữ trên màn hình. Nó cho biết một thiết bị bảo vệ quá điện áp cụ thể có hoạt động hay không. Loại phương tiện thứ hai xuất hiện gần đây đó là series thiết bị kiểu bác sĩ Bliss. Nó cho phép thực hiện kiểm tra trực quan từ xa. Việc kiểm tra trực quan từ xa này quy lại như sau. Ở chỗ bạn có một loạt 10 thiết bị bảo vệ quá điện áp. Và bạn có thể đấu nối tới đó 40 mạch điện. Mỗi một thiết bị bảo vệ quá điện áp bảo vệ cho 4 mạch cùng một lúc.
Và bên cạnh đó có một block điện tử kiểm tra giám sát định kỳ tất cả các thiết bị bảo vệ có điện áp này. Và thông qua hệ thống liên lạc, nó truyền thông tin đến trung tâm điều khiển. Tại phòng điều khiển, bạn có thể phân biệt thiết bị bảo vệ có điện áp nào đang làm việc, thiết bị bảo vệ có điện áp nào cần được thay thế và thiết bị bảo vệ có điện áp nào đã hư hỏng. Một hệ thống như vậy có khả năng kiểm tra giám sát tới 1.500 mạch. Và nhìn chung, tôi không nghĩ rằng có ai dám sử dụng nó trong xây dựng nhà ở. Nhưng ở các công trình kỹ thuật lớn thì một hệ thống khá đắt tiền như vậy hoàn toàn có thể sử dụng hiệu quả. Chúng ta nhận được các câu hỏi như thế nào? Xin chào, các bạn đã tham gia hội thảo thân mến. Tôi tên là Nadir, tôi sẽ là người giúp Eduard Berovic và truyền câu hỏi của các bạn đến cho ông ấy. Tôi đã cố gắng ghi lại chúng trong quá trình hội thảo trực tuyến, nhưng nếu vẫn còn sót câu hỏi nào đó, xin các bạn hãy gửi ngay bây giờ qua chat trong chat chung nhé. Tôi sẽ đọc chúng ngay. Đã nhận được một số câu hỏi và nhận xét đã có các nhận xét như thế này. Thí dụ, trên một số công trình xí nghiệp không thể chuyển tất cả các cáp ra khỏi cột thu lôi và ra xa khỏi tiếp địa. Đó là những điều các bạn đã nói trong phần đầu hội thảo. Tất nhiên là không thể. Hơn nữa, trong một số tình huống, điều đó đơn giản là không thể. Còn về mặt kỹ thuật thì hoàn toàn không thể thực hiện được. Và khi mà tôi nói rằng phải đưa nó ra khỏi đó, tôi đã nói về điều này. Tôi đã nói rằng trước khi quyết định cần hay là không cần lắp đặt thiết bị bảo vệ quá điện áp, bạn phải áp dụng các biện pháp giúp bạn không phải tác động tới mạch điện. Ví dụ, nếu cáp có thể đưa ra xa khỏi cột thu lôi, thì hãy đưa nó ra. Nếu không thể đưa cáp ra khỏi cột thu lôi, và những trường hợp như vậy rất nhiều, bạn cần sử dụng các phương tiện bảo vệ khác. Và những phương tiện bảo vệ này, và trong số đó bao gồm cả việc sử dụng thiết bị bảo vệ quá điện áp. Tất nhiên, tôi đồng ý với điều này. Nhưng nếu bạn vạch tuyến bất hợp lý trong dự án và bạn thấy rằng vạch tuyến này bất hợp lý, thì tốt hơn là bạn nên thay đổi việc vạch tuyến này ngay bây giờ. Hơn là phải thực hiện bảo vệ sau này, đây là những gì tôi đã nói. Câu hỏi tiếp theo. Về tính toán phần trăm dòng nhận xét sẽ chạy qua thiết bị bảo vệ quá điện áp, có một vài nhận xét rằng phương pháp tính toán này mà ông đề cập đến đã được đưa ra trong IEC 616043 và 62305 tương ứng. Đây không phải là một công ty cụ thể nào, mà đây chính xác là phương pháp trong IEC. Vấn đề là ở đây. Hãy hiểu đúng ý tôi. Nghĩa là nếu bạn có một công trình nào đó mà từ đó có các đường ống ngầm dẫn ra, ống dẫn khí, ống dẫn nước, ống dẫn cáp, vân vân, thì tính toán dòng điện qua thiết bị bảo vệ quá điện áp của một mạch điện cụ thể, bạn thực sự có thể tính đến tất cả các đường ống này. Nhưng làm ơn hãy cho tôi biết, ai đã nói với bạn rằng dòng điện sẽ được phân bố đều trên tất cả các đường ống của bạn? Ai nói với bạn rằng ví dụ sẽ rơi một phần của dòng điện như nhau vào đường dây điện và vào đường ống nước? Điều này là cái gì? Là gì? Dựa trên cơ sở kết quả khoa học hay đây là ước tính trên đầu ngón tay? Đây là một ước tính trên đầu ngón tay, bởi vì trên thực tế ở một góc độ dòng điện sẽ được phân bổ theo sóng điện trở của các ngầm và ở góc độ khác theo sóng điện trở của truyền tải điện, và đây là những điện trở sóng khác nhau. Vì vậy, phương pháp đánh giá này mặc dù nó được đưa ra trong Gauss tiêu chuẩn, nó có thể cho sai số hàng chục, thậm chí còn lớn hơn nữa phần trăm. Đây là những gì tôi muốn các bạn chú ý đến. Và thêm một điểm nữa, bạn sẽ lấy gì làm trường hợp tính toán thiết kế? Bạn sẽ lấy làm trường hợp tính toán thiết kế khi sẽ đánh vào tòa nhà. Đây sẽ là một tình huống. Hay là bạn sẽ lấy làm trường hợp tính toán thiết kế khi sẽ đánh vào đường dây dẫn điện đến.
Đây sẽ là một tình huống khác. Nhưng tính toán số lần sét đánh vào đường dây dẫn điện đến có lẽ sẽ lớn hơn số lần sét đánh vào công trình, đặc biệt nếu đây là tòa nhà riêng biệt. Nhưng nếu ở chỗ bạn, thí dụ có một tòa nhà nhiều tầng và dẫn điện đến qua một cáp điện, thì bạn không cần phải lưu ý đến đường dây tải điện vì thực tế không có dòng điện nào sẽ phân nhánh vào trong đó. Và còn vấn đề về khoảng cách giữa các thiết bị bảo vệ quá điện áp của các cấp khác nhau được yêu cầu khi chúng có vài cấp. Một lần nữa, họ yêu cầu làm rõ, tức là đã có những câu hỏi cần làm rõ khoảng cách cần thiết giữa các thiết bị bảo vệ quá điện áp như thế nào. Nên làm gì? Bạn có hai thiết bị bảo vệ quá điện áp. Cái thứ nhất lắp đặt ở đầu vào của cấp thứ nhất. Cái thứ hai ở xa hơn, gần chỗ phụ tải. Bạn cần thiết bị bảo vệ quá điện áp đầu tiên tác động trước và cho dòng điện thông qua chính nó. Còn phần còn lại của dòng điện này đi qua thiết bị bảo vệ quá điện áp thứ hai. Đây là những gì cần làm. Thiết bị bảo vệ quá điện áp cần được phối hợp. Để làm được điều đó, điều cần thiết là điện áp trên thiết bị bảo vệ quá điện áp thứ nhất xuất hiện sớm hơn trên thiết bị bảo vệ quá điện áp thứ hai. Làm thế nào có thể đạt được điều này? Điều này có thể đạt được bằng cách trì hoãn việc chuyển điện áp. Sự chậm trễ như vậy có thể tạo ra nhờ một dây dẫn dài, vì sóng điện áp di chuyển dọc theo dây dẫn với tốc độ 300 m trên micro giây. Hoặc bạn có thể lắp cuộn cảm. Trên đó sẽ có một sụt áp và sẽ làm sụt mặt trước của xung này. Bạn có thể làm theo cách này và theo cách kia. Rất nhiều công ty đều cụ thể giá trị của cuộn cảm cần lắp đặt. Bao nhiêu micro henry cần được đấu vào đó để đạt được sự phối hợp. Hoặc dây dẫn nên giải bao nhiêu, vì cả hai biện pháp đều dùng được. Con số trung bình mà công ty đưa ra là khoảng 10 mét chiều dài của dây dẫn hoặc một cuộn cảm ở đâu đó 10 đến 15 micro henry sẽ được đấu vào trong chính mạch này. Và cuối cùng họ yêu cầu một ví dụ cụ thể về việc chọn thiết bị bảo vệ quá điện áp. Nó có thể được trình bày không trong khung hội thảo trực tuyến này mà là nói chung. Ngay từ đầu họ cũng hỏi ông có kế hoạch định viết sổ tay hướng dẫn của riêng mình không. Bạn biết đấy, hóa ra là thế. Tại buổi hội thảo vừa rồi về tổng thể thì đúng, họ chỉ trích rằng tôi gần như bắt đầu quảng cáo cho một số công ty cụ thể. Vì lẽ đó, để không quảng cáo cho bất kỳ công ty nào, tôi đã không làm điều đó. Bởi vì để thuyết trình sự chọn lựa một thiết bị bảo vệ quá điện áp cụ thể, cần phải lấy và kéo thiết bị bảo vệ quá điện áp rất cụ thể từ danh mục catalog của công ty nào đó và nêu sự lựa chọn nó. Nhưng tôi có thể khuyên bạn điều gì? Đầu tiên, tôi sẵn sàng đưa ra một ví dụ như vậy trên trang web của dự án Zandru. Nhưng khi đó thì nó sẽ được thực hiện bởi công ty mà tôi thích. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là như thế này. Tôi ngồi ở nhà trong kỳ nghỉ 2 tuần liền, tôi lướt qua trang web của các công ty bán thiết bị bảo vệ quá điện áp. Tôi đã xem có lẽ 20 công ty và đọc tất cả mọi thứ có ở đó. Ở một loạt công ty đều có sự lựa chọn này, chính là thứ các bạn muốn. Nếu các bạn truy cập vào Internet và viết, có nghĩa là viết ở đó, ví dụ như thế này. Quy định về sử dụng thiết bị bảo vệ quá điện áp trong các mạch điện có điện áp đến 1000V. Có lẽ là các bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn sử dụng trong đó có sự lựa chọn này. Bởi vì chính các công ty quảng cáo cho họ sẽ cung cấp nó. Tôi sẽ không lôi ra những thứ này chỉ là để không quảng cáo cho các công ty. Nói chung là về chủ đề hôm nay đã xong. Có một câu hỏi nữa mà chúng ta đã thảo luận tại hội thảo trực tuyến lần trước và ở hội thảo đầu tiên liên quan đến sự cung cấp chương trình. Phương pháp thống kê quan hệ như thế nào với các tiêu chuẩn SO và RD? Tôi nên nói gì đây? Chương trình được bàn giao cho dự án Zandru. Công ty hiện nay
đã cam kết điều chỉnh chương trình để nó có thể được sử dụng từ xa qua Internet. Nhưng đối với câu hỏi của tôi là khi nào sẽ bắt đầu, tôi nhận được câu trả lời gần đúng như sau. Chúng tôi sẽ không trì hoãn nó quá nhiều để đề phòng mọi trường hợp. Có thể tôi sẽ yêu cầu công ty giải thích khi nào họ có ý bắt đầu công việc này. Tôi có một thỉnh cầu đối với các bạn, thưa các thính giả. Tôi rất lo lắng về việc nối đất. Và tôi muốn buổi hội thảo tiếp theo như thế này. Nếu các bạn chưa cảm thấy mệt mỏi khi làm việc chỉ liên quan đến các quá trình trong đất, không có gì khác, chỉ là quá trình trong lòng đất. Tính toán tiếp địa như thế nào, cái gì dùng được, cái gì không dùng được, có thái độ như thế nào đối với các điện cực nối đất khác nhau của các công ty khác nhau, nhưng không nhắc đến tên các công ty này. Tôi muốn làm một buổi hội thảo như thế. Nếu không có ai phản đối, tôi nghĩ một tháng nữa chúng ta sẽ gặp nhau và sẽ có một buổi hội thảo như vậy. Tiếp theo vẫn còn một câu hỏi về thiết bị bảo vệ quá điện áp. Có loại thiết bị bảo vệ quá điện áp kết hợp trong nó, cấp thứ nhất và cấp thứ hai, giải pháp như vậy có đúng không? Cảm ơn bạn vì câu hỏi này. Tôi đã rất muốn trình bày về vấn đề này và tôi rất tiếc là tôi đã không có đủ thời gian để nói về nó. Thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 1-2. Đây là loại thiết bị bảo vệ quá điện áp có số lượng lớn trên thị trường hiện nay. Những thiết bị bảo vệ quá điện áp này được chế tạo như sau. Có nghĩa là có thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 1-2 dựa trên khe hở phóng điện tia lửa với sự dập tắt hồ quang tự động. Và có cấp 1-2 dựa trên cơ sở varistor. Về thông lượng, thiết bị bảo vệ quá điện áp này tương ứng với cấp 1 và nó cho thông qua dòng điện 10 trên 350 kA ở mức xấp xỉ khoảng 12,5 kA tại đó. Còn về điện áp dư, nó tương ứng với cấp 2 và điện áp trên các cực của nó là ở đâu đó xấp xỉ 2,5 kV. Đây là một yếu tố chất lượng rất cao và rất tiện lợi, giúp khắc phục hầu hết mọi vấn đề ngoại trừ một thứ. Vấn đề tồn tại là thế này. Bạn đã lắp đặt thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 1-2. Bây giờ thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 2 bạn không còn cần nó nữa và bạn có thể kéo mạch thẳng đến thiết bị mà bạn đang bảo vệ. Ví dụ đây là một máy tính. Trước máy tính, ở đầu vào máy tính, nếu nó được đấu nối vào lưới điện, bạn sẽ lắp đặt thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 3 để giảm điện áp ở đầu vào của máy tính xuống dưới mức điện áp mà được tính toán để cấp nguồn cho nó. Và bây giờ bạn sẽ còn một câu hỏi duy nhất. Đó là câu hỏi sự phối hợp của thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 3 và thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 1-2 này như thế nào? Những câu hỏi về sự phối hợp vẫn còn tồn tại và trong đó bao gồm chính câu hỏi mà tôi đã nói. Đấu nối dây dẫn dài 10 mét tại đó hoặc đấu nối điện kháng vào đó, bạn sẽ đạt được sự tác động chọn lọc của chúng khi đóng điện. Và có lẽ điều này chắc chắn được thực hiện. Còn điều gì liên quan đến hành vi tiếp theo của cặp đôi này thì ở đây phát sinh những thứ này. Nếu thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 1-2 của bạn được chế tạo trên cơ sở varistor. Thì trong trường hợp này bạn có thể nhận được điều sau. Mọi thứ có thể hoạt động tốt khi mà xung dòng xét không giảm xuống đến các giá trị nhỏ. Nhưng giá trị nhỏ nghĩa là gì? Thí dụ, đang là khoảng 12,5 kA, nhưng trở thành ở đó chỉ có 500 A mà thôi.
Nhưng ở 500A này, đặc tính V A của thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 3 có thể chồng lên đặc tính V A của varistor cấp 1. Và khi đó, thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 3 này có thể bị cháy. Vì lý do này, tôi khuyên bạn nên cẩn thận nhất có thể khi sử dụng thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 1, 2 giá rẻ nếu chúng được chế tạo trên cơ sở varistor. Thiết bị bảo vệ quá điện áp cấp 1, 2 trên cơ sở các khe hở phóng điện tia lửa sẽ không bao giờ dẫn đến sự chồng chéo các đặc tính như vậy. Chúng đơn giản là đáng tin cậy hơn, nhưng cũng đắt hơn. Nhưng nói chung, về chủ đề hôm nay đến đây là hết. Đề nghị tất cả những người tham gia điền vào bảng câu hỏi đánh giá. Đường link sẽ xuất hiện bây giờ trong chat chung. Tôi rất muốn nhận được sự phản hồi. Ở đó các bạn có thể viết chi tiết hơn những gì bạn thích, những gì bạn không thích và những gì mong muốn về hội thảo trực tuyến tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chú ý. Và vì Chúa cho tôi xin lỗi vì mũi tên này. Nó vẫn không di chuyển cho tôi từ bấy đến giờ. Tôi muốn nói rằng tất cả những người tham gia đều ủng hộ việc có hội thảo trực tuyến dành riêng cho nôi đất, đã sẵn sàng và rất mong chờ hội thảo trực tuyến tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại.